lượt 1, 2, 2, lượt 1, 2, 2, lượt 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, vừa thôi. Xin chào tất cả các bác. Trước mặt các bác đây đó chính là một số ít các dòng micro và vừa cập cảng về đến Vinh Hải 7. Và hiện tại ở đây thì như các bác cũng đã biết, thời gian vừa qua thì bên em có cung cấp đến tất cả các bác rất nhiều những dòng sản phẩm micro của Bayer và BBS. Đây là dòng micro mà cao cấp nhất ở trên thị trường, đến cao nhất ở trên thị trường. Và rất nhiều các hãng micro ở thị trường Việt Nam đang đặt nhà máy tại thương hiệu này. Và ngày hôm nay thì bên em có về một dòng micro mà trong Tết bên em đã có giới thiệu đến tất cả các bác. Và sau khi vừa giới thiệu đến các bác thì các bác hầu như lấy rất là nhanh. Và ngày hôm nay thì bên em đã có cái sản phẩm đó để cung cấp đến tất cả các bác. Một dòng micro không dây, giá rẻ nhưng mà chất lượng thì cực kỳ tuyệt vời, bởi vì nó được sản xuất tại nhà máy BBS và nhà máy Bio. Rồi đây, đây là một số ít và hiện tại em vừa cất vào kho rồi. Đó. Và hiện tại đến với Vinh Hải 7 thì các bác sẽ được sở hữu những sản phẩm rất là cao cấp, nhưng có thể giá thì... Đây, ok. Ok, bóc ra nào. Trước mặt các bác đây đó chính là thùng hộp của dòng micro giá rẻ mà Vinh Hải 7 muốn cung cấp đến tất cả các bác. Tại vì thời gian vừa qua thì có rất nhiều các bác gọi bên em là nhiều hàng cao cấp quá nên là không có chơi được. Nhưng có hàng nào mà giá rẻ mà chất âm hay và bền bỉ không? Và bây giờ thì bên em đã sau khi tìm hiểu và đã có được một dòng micro giá rẻ để cung cấp đến đại trà tất cả các bác. Nhưng ngược lại thì lại độ bền và chất lượng linh kiện thì không phải bàn. Và đây chính là một dòng sản phẩm micro mà trong Tết em đã có giới thiệu đến các bác. Như em có thể nói lần trước em đã có nói với các bác đó là nhà máy của Bio thì cái phân khúc micro thấp cấp nhất của Bio chính là 780. Đây là một dòng sản phẩm hơn 5,5 triệu. Thì đây là sản phẩm thấp nhất của họ rồi. Thì với những dòng sản phẩm mà thấp hơn cái chất lượng 780 này thì người ta sẽ không được phép đặt tên cái sản Bio lên sản phẩm của họ. Nên chính vì thế nên là bên em phải đặt tên một cái tên cho cái sản phẩm mic này. Tại vì đây là một sản phẩm của Bio nhưng mà không được phép đặt tên lên, bởi vì chất lượng nó không được đạt tiêu chuẩn như cái thằng Bio này. Nhưng mà cái tiêu chuẩn của hãng thì nó rất là cao cấp. Nhưng mà với cái tiêu chí sản phẩm như thế này, một sản phẩm rất là đẹp, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thì chúng ta đang có một cái giá vô cùng ấn tượng cho một bộ mic rất xịn sò. Và toàn bộ bộ mic này đó là bộ mic của Bio nhưng không đặt tên của Bio, bởi vì giá của nó dưới 5 triệu nên là nó không được phép đặt tên Bio lên đây. Đây, và trước mặt các bác đây đó chính là một bộ mic mang tên. Đây, em ở đây rồi. Đây, đó chính là OM-C1. Đây là một dòng micro của nhà máy Bio và có tên là OM-C1. Đó, thì bây giờ bên em phải có những dòng sản phẩm này để cung cấp đến tất cả các bác nhà đang có mic dây. Thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Bộ này kết hợp với mấy con mic với cả pin sạc nữa thì là ok. Đây, các phụ kiện của nó cũng rất là basic thôi. Không có gì quá là cao cấp cả. Không có gì là quá là cầu kỳ cả. Đúng không ạ? Phổ thông giống như bao dòng khác. Đó là hai dòng mic này, một... cái 6 ly này, nguồn adapter này, chống lăn này, pin này, đúng không ạ, đầy đủ. Và đây chính là tay mic của em OM-C1. Đẹp không ạ, nhìn có gì đó nó rất là lì đúng không ạ, mà rất là lì. Cái nút bấm nguồn công tắc của cái dòng Bio này nó cũng khác với những dòng công tắc khác nhá. Bấm mà nó rất là êm, mà nó rất là nhạy, ok. Đó, bộ mic ý của em ở đây. Đó, ok, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Ok, bây giờ em sẽ thử nhanh chất âm bộ này các bác cùng xem nhé. Ok, đây là dâu anten rất là dài. Khi mà dâu anten dài như này thì cái sóng nó cũng khá là tốt các bác nhé. Ok, sẽ lắp thử luôn. Đó. Ok, hiện tại mic micro đã xong. Xin mời các bác thử nghe chất âm. Đang lắp từ loa gì em? Loa phò 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2. Hai. Trời ơi, tiếng mic này. Thích không? 1, 2, 5, 6, 7. Ok, thêm một tí effect mà. Đây, từ. Ok, 1, 2, lần 1, 2, 5, 6, 7. Lần. Đây là hiện tại chưa có tinh chỉnh gì cả. 5, 6, 7, 1, 2.
Đây là chất âm mà hiện tại chưa có setup qua vang các bác nhá, mà các bác đã thấy tiếng mic tuyệt vời không ạ? Đây là một bộ mic mà em đã đàm phán được với hãng, đang có giá vô cùng hấp dẫn, giá quá rẻ cho một bộ mic, bởi vì là tức là mình đã có được cái ok rồi ạ, nên là mình có được cái giá rất là tốt. Mà chất lượng thì các bác có hoàn toàn yên tâm rằng đây là sản phẩm mà của Beyer và BBS, nhà máy Beyer và BBS sản xuất ra bộ micro này. Chất lượng linh kiện rất tốt và mọi thứ rất đẹp. Chỉ khác cái là muốn bán rẻ đi tí thì phải tên thương hiệu khác chứ không được tên thương hiệu Beyer. Đó, đây là một cái rất tuyệt vời dành cho các bác muốn sở hữu một bộ micro chất lượng cao, chất âm hay, nhưng mà giá thành mà túi tiền kinh tế lại vừa phải, đúng không? Ok, em dập bớt effect anh xem nào. 5, 6, 1, 2, 2, lượt. Ok, dập hết nào. 5, 6, cho gain mic nữa đi. Lượt, 1, 2, 2, lượt, 1, 2, 2, lượt, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, vừa thôi. Lượt, 1, 2, đó. Tại sao phải cho to lên như này? Tại vì cho to lên thì các bác sẽ nghe thấy nó có bị vỡ hay không. Những dòng mic rẻ tiền thì khi alo to sẽ bị vỡ mic. Đó. Còn đây cũng là dòng mic rẻ tiền, đúng không ạ? Nhưng mà alo lên nó không bị vỡ bởi vì chất lượng linh kiện nó rất là tốt. Với những dòng mic rẻ tiền ở ngoài thị trường, và đương nhiên rẻ tiền nhưng mà chất lượng nó cũng rẻ tiền, thì nó sẽ alo nó sẽ bị vỡ. Còn với dòng micro này thì giá thì rất là rẻ nhưng mà chất lượng thì rất là cao. Đó. Ok, các bác nghe thử tiếng mic mộc không thôi, không cần echo rồi các bác có thể cảm nhận thấy rằng nó đầy đặn cỡ nào. 5, 6, 7, 1, 2, 2. Cho to lên tí nữa, anh xem nó có vỡ không. Lên, 1, 2, không. Cho gain mic ở vang ấy. Lên, lên, lên. Hết cỡ à? Lên, 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2. Ok, tắt đi nào, kết thúc thôi. Ok, 1, 2, 5, 6. Ok, em thử qua cái dòng micro này thì các bác có thể thấy chất âm rất là đầy, đúng không ạ? Đủ dài, nghe alo lên không bị ngạt mũi, và alo to, nói to như này nhưng nó không bị vỡ tiếng, vậy là rất ok, đúng không? Bản thân em thì trước khi về bên em phải test rất là kỹ. Và con sản phẩm này trong Tết thì nó là màu xanh đấy, màu xanh nên nó không được ấn tượng cho lắm, nhưng bây giờ em đã bảo hãng là đổi sang cái màu đen và ấy như này, nhìn nhìn nó cũng sang chảnh hơn, đúng không ạ? Rất là đẹp. Ok, cho là test nhanh các bác thôi. Số lượng thì có hạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo nhé. Đây, em đi đây. Quá đẹp.